Xin chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Nhà phố Vân Nguyên. Vân là môi giới chuyên bán nhà phố khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp và các quận trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý cô chú anh chị có nhu cầu ký gửi nhà bán chính chủ, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà với kết cấu là một trệt, ba lầu sân thượng, đúc thật bê tông cốt thép nằm ở vị trí đường Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận mà gia chủ chỉ chào bán với mức giá là 4 tỷ nhỉnh thôi. Và vị trí Phan đang đứng ở đây là ngay sụt xẻm 270 đường Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận nè. Và nếu đi về phía bên này nè, quẹo trái là chúng ta sẽ ra mặt tiền đường Phan Đình Phùng, còn nếu quẹo phía bên phải này là chúng ta sẽ hướng ra trục đường Đoàn Thị Điểm ha. Đây là một trục hẻm xe hơi nè. Nếu đi thẳng bên phải này chúng ta hướng về trục đường Cô Giang. Và căn nhà hôm nay Vân xin giới thiệu nằm ở địa chỉ là 270/40B đường Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận nha. Căn mình chỉ còn một căn nữa là hẻm cục rồi nè. Và đây là căn nhà mà hôm nay Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị nha. Nhà mình có hướng chính là hướng Bắc, phù hợp với các khách hàng có mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Nhà có kết cấu là một trệt, ba lầu sân thượng, đúc thật, bê tông, cốt thép. Có chiều ngang là 3m, chiều dài là 6m, diện tích công nhận trên sổ là 17.5m2 nha. Và phía trước nhà mình nè, mình có một cái bậc để xe máy lên vào trong nhà mình luôn. Hẻm trước nhà mình là 2m nè. Và bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến vào trong để tham quan chi tiết căn nhà. Đây là không gian khu vực tầng trệt, mà khu vực này thì chúng ta có thể để được khoảng 3 chiếc xe máy ở khu vực này nha. Bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến vào khu vực phòng bếp. Bếp thì được gia chủ trang bị sẵn một hệ tủ bếp trên dưới nè. Có tông màu ghi nè, mặt bếp là bằng đá hoa cương màu trắng, tường được ốp gạch rất là sạch sẽ luôn. Và phía trong cùng này mình có một bàn ăn 4 ghế nè, phù hợp cho một gia đình nhỏ. Trên tường có một số họa tiết trang trí rất là xinh xắn luôn. Đây mình cùng nhìn lại không gian của khu vực tầng trệt nha. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực tầng trệt đây. Được thiết kế vị trí dưới cầu thang nè. Và bây giờ mình xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 1 nha. Ở khu vực lầu 1 này thì mình bao gồm công năng là một phòng khách và một phòng ngủ, ở phía trước có ban công. Đây là khu vực không gian phòng khách nè. Được gia chủ trang bị sẵn cho mình một bộ ghế sofa. Phòng này cũng được thiết kế với những họa tiết rất là đơn giản và dễ thương luôn. Và Phan xin mời mọi người cùng tiến lên phòng ngủ thứ nhất nè. Đây là không gian của phòng ngủ thứ nhất. Được gia chủ trang bị sẵn cho mình một cái giường ngủ đây. Lắp đặt sẵn một cái máy lạnh nè. Phòng này thì mình có ban công và cửa sổ ở phía trước luôn. Và bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 2. Thì hành lang cũng được trang trí với những cái đèn tường rất là đẹp. Và không gian của khu vực lầu 2 bao gồm một phòng ngủ phía trước có ban công và một nhà vệ sinh ở phía sau. Đây. Đây là phòng ngủ thứ hai nè, trên lầu 2. Phòng được trang bị cũng khá đầy đủ nội thất rồi. Mình có giường ngủ nè, bàn trang điểm, có cửa sổ và ban công phía trước luôn. Và đây là nhà vệ sinh nè,
ở phòng ngủ thứ hai nè. Nhà vệ sinh được thiết kế rất là gọn luôn. Có bồn rửa mặt, gương soi để phía ngoài nè. Phòng tắm thì được ngăn bằng vách kính. Ở đây có máy nước nóng lạnh nè. Ở đây là tủ quần áo của mình. Đây, mình có một cái tủ quần áo. Thế bây giờ mình xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 3. Ở đây mình có một cái cửa thông gió nè. Thì kết cấu của lầu 3 này nếu cũng tương đương với lầu 2 á, bao gồm một phòng ngủ phía trước có ban công và cửa sổ cùng một nhà vệ sinh ở phía sau. Và đây là không gian của phòng ngủ thứ 3. Phòng ngủ được trang trí rất là sang trọng nha. Có một giường ngủ nè, một bàn trang điểm, có máy lạnh sẵn luôn. Và đây là ban công và cửa sổ nè. Đây là nhà vệ sinh ở khu vực phòng ngủ thứ 3. Đây, bồn rửa mặt và gương soi nè, được thiết kế rất là tinh tế luôn. Khu vực phòng tắm được thiết kế với những thiết bị vệ sinh hoàn toàn mới nè. Gạch ốp phun tường luôn. Và ở đây là tủ quần áo ở phòng ngủ thứ 3. Và bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực sân thượng nha. Đây là khu vực sân thượng nè. Cũng đã được ốp la phong rồi. Có đèn trần luôn nha quý cô chú anh chị. Đây, đây là khu vực mà chúng ta có thể đặt máy giặt ở đây nè. Có nguồn điện, nguồn nước và ống thoát cho mình sẵn ở đây. Bồn nước cũng được đặt ở đây luôn. Bây giờ Văn xin mời mọi người cùng tiến vào khu vực sân thượng phía trước nha. Đây là khu vực sân thượng nè. Sân thượng thì mình cũng khá nhỏ gọn thôi. Mình có thể trồng cây xanh ở đây. Và căn nhà nhỏ xinh đầy đủ công năng nằm ở vị trí hẻm 270 đường Phan Đình Phùng dễ dàng thông ra khu vực Phan Xích Long đang được gia chủ chào bán với mức giá là 4 tỷ 400 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Nếu quý cô chú anh chị có quan tâm đến căn nhà này, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được chào bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.